Xin chào tất cả các bạn, mình là Phạm Văn Hoan, học sinh lớp FPA trường đại học Edic và mã số sinh viên của mình là 020HP22 và đây là người quay của mình. Mình là Nguyễn Đình Chính, mã số sinh viên của mình là CUB020HP44 và ngày hôm nay mình sẽ có đoạn video ngắn về cách bắt tay giữa tình huống đó chính là người quen lâu ngày không gặp và mình sẽ bắt đầu nhé. Anh Chí, chúng ta hẹn học đây à? Ở đây hẹn đấy. Các em học sinh, du học sinh mới về thì em thấy là môi trường này đào tạo rất tốt. Thế là em quyết định đầu sớm anh. Thì anh học đây à? Anh học đấy. Anh học mấy năm rồi? Anh học năm rồi. Chúng mình cũng đã không? Chúng mình cũng đã. Hôm nay là em về đây để hồ sơ. Em muốn là học môi trường như thế này. Và dạo anh sức khỏe thế nào? Lâu ngày không gặp anh, dạo này thì anh cũng khỏe phết nhỉ? Anh khỏe hết rồi. Công việc rồi, thế là rồi anh cũng bỏ khá. Vậy nhìn nghe là em vui rồi. Lúc này mình không gặp nhau anh nhỉ. Nhớ ngày trước em chơi của anh khá vui, nhưng mà giờ cuộc sống nó thế này thì em ra thì không được gặp nhau nhiều. Thì em hỏi là các bác công việc về quê hoặc là em đi làm rồi anh? Vâng, về em cũng nhắm đi được rồi. Nào, kiểu tôi là về em vui rồi. Nhưng mà hiện nay em có việc bận rồi, thì khi nào chúng mình gặp nhau anh nhé.